Mistra là hệ thống tên lửa phòng không di động gọn nhẹ được phát triển bởi hãng MBDA. Mặc dù có kích thước khiêm tốn nhưng tỷ lệ bắn trúng mục tiêu của nó lên tới 95% và có thể được bố trí trên mặt đất, xe thiết giáp, tàu chiến hoặc thậm chí là máy bay trực thăng với chỉ một người là đủ để vận hành. Hệ thống dẫn đường bằng hồng ngoại cho phép Mistra có thể nhắm chuẩn xác đến mục tiêu cần tiêu diệt mà không bị đánh lừa bởi pháo sáng hay các thứ làm nhiễu khác. Tên lửa phòng không vác vai Mistra phiên bản mới nhất đang phục vụ trong quân đội Pháp, được tích hợp đầu dò hồng ngoại thế hệ mới với khả năng xử lý hình ảnh rất ưu việt, cho phép tấn công các mục tiêu có tín hiệu nhiệt thấp, máy bay không người lái, tên lửa chống hạm, xuồng cao tốc từ khoảng cách xa và có khả năng chống lại các biện pháp đối kháng rất tốt. Mistra sử dụng đầu tìm hồng ngoại tiên tiến hơn của Eaglemer và Stinger Post, có khả năng trinh sát, phát hiện và bám đuổi các mục tiêu tàng hình hồng ngoại từ mọi góc độ và có thể tác chiến toàn phương vị. Ngoài ra, Mistra còn sử dụng ngòi nổ cận đích, laser và đầu đạn phá mảnh kiểu mới, chứa 1.850 mảnh đạn xuyên giáp bằng hợp kim Wolfram, vận tốc của mảnh đạn khoảng 1.500m trên giây, bán kính sát thương hiệu quả 3m. Tên lửa phòng không Mistra có chiều dài 1,86m, đường kính 90mm, mang theo đầu đạn trọng lượng 2,95kg, động cơ rocket nhiên liệu rắn cho tốc độ tối đa 800m trên giây. Tên lửa được lắp đầu tự dẫn hồng ngoại với ngòi nổ laser cận đích hoặc va chạm cho xác suất trúng đích rất cao. Ngoài hệ thống định vị tiên tiến, tên lửa của Mistra còn có thể phân biệt đâu là bạn, đâu là thù để tránh bắn nhầm mục tiêu. Theo Wikipedia cho biết, thì hệ thống Mistra đang được trang bị cho 37 loại phân chủng khác nhau thuộc 25 quốc gia trên thế giới, bao gồm 8 nước ở châu Âu, 8 nước châu Á, Thái Bình Dương, 5 nước Nam Mỹ và 3 nước ở Trung Đông. Hiện tại, Mistra còn được tích hợp cùng với Simbad RC. Đây là mô đun hệ thống phòng không tầm ngắn chuyên lắp đặt trên tàu hải quân, được điều khiển từ xa, cung cấp năng lực phòng vệ rất tin cậy trước phương tiện tấn công đường không của đối phương với chi phí rất rẻ. Mô đun Simbad RC có kích thước nhỏ gọn và rất dễ cài đặt, dễ dàng tích hợp lên bất cứ tàu mặt nước nào một cách nhanh chóng. Mỗi tháp có 2 tên lửa Mistra trong tình trạng sẵn sàng phóng. Từ đây, Mistra trong vai trò mới thể hiện rõ xu hướng đa năng hóa vũ khí trên tàu hải quân, khi giờ đây các tổ hợp vũ khí phòng thủ còn có thể sử dụng trong vai trò tấn công khi yêu cầu cần thiết. Về tên lửa Mistra Pháp, thì phải nói là tên lửa đây có mấy cái ưu điểm như sau. Thứ nhất là đầu dò của nó có thể phát hiện được cái nguồn bức xạ thấp, chính bởi vậy cho nên nó có thể phát hiện được cả bám đuổi và phát hiện và bám đuổi tiêu diệt các cái mục tiêu như máy bay tàng hình, tên lửa tàng hình, rồi cả xuồng cao tốc cũng như là tên lửa đối hải, các cái có cái mức độ nhiệt thấp có thể tiêu diệt được. Với cái ưu điểm thứ hai của tên lửa Pháp Mistra đó chính là có cái tốc độ rất cao, tốc độ cao mà tốc độ của nó có thể lên tới 800m/giây. So với các tên lửa phòng không khác thì tốc độ chỉ khoảng trên 300m/giây. Và cái ưu điểm nữa đó là sử dụng cái đầu nổ cận đích laser. Đây là cái đầu nổ có độ chính xác rất cao và sức công phá lớn, cho nên nó có thể phá hủy được tất cả các cái loại mục tiêu ở trên không.